Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay kênh Săn Bắt Vĩnh Long không có đi bẫy gắn nha cả nhà. Tại hôm nay Thăm cũng giáp tour hết rồi, ngày hôm qua cả nhà, Thăm cũng giáp tour hết rồi. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng mình đi giăng lưới nha cả nhà. Đây, xe thì mình cũng mới chạy tới, mình quay đầu lại nha cả nhà. Còn đây thì Thao nha. Rồi, cả nhà ơi, cho kênh Săn Bắt có lời nói thì đầu tiên thì xin chúc cả nhà một ngày được dồi dào sức khỏe và làm ăn được thành đạt nha cả nhà. Thì em ơi, rồi chào cả nhà cái luôn ơi. Chào cả nhà. Nó thì chuẩn bị thì mới kiếm cái điểm được, giờ cả nhà chuẩn bị xuống dần cái điểm này nha. Hồi đó ông trời ông cũng mưa tới nữa rồi cả nhà ơi, kìa đang kịnh hết trơn luôn rồi kìa. Ở tranh thủ dần rồi. Nè em dần ở đây nè. Đó. Thì ngày hôm nay coi dần lưới có cá khủng nha không nha cả nhà. Ông trời ông mưa tới luôn rồi cả nhà ơi, quá trời rồi. Đó. Rồi bây giờ để vợ mình dần nha cả nhà. Thì mong cả nhà có thấy hai vợ chồng mình có cực khổ thì mong cả nhà ủng hộ cho kênh mình nha, cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long nha cả nhà, đang có động lực làm tiếp cái video nữa cả nhà. Thôi bây giờ để vợ mình dăng nha cả nhà, em cũng thông cảm nha cả nhà, tại hồi nãy là nguyên nhân ông trời ông mưa quá trời lớn đi rồi cho nên nó không có cận cảnh mà để thả lưới nha cả nhà, cả nhà cũng thông cảm cái phần đó nha. Rồi bây giờ thì ông trời cũng tạnh mưa rồi, bây giờ cũng đi thăm lưới luôn nha cả nhà. Thì cả nhà cũng thông cảm cái phần đó đi, cực khổ lắm cả nhà, ông trời cũng còn mưa nữa nè. Đó cả nhà thấy không. Rồi bị gì á, mình á, thì mình quay cái điện thoại nha cả nhà, quay cái điện thoại cho nên á, là không có để ngoài mưa được nha. Đó. Coi cái tua này có dính nhiều hay không, có dính con nào hay không. Bây giờ hiện giờ lấy cái nón lá che luôn á cả nhà, không thấy gì chứ ngại. Chất ngoạc kìa, chất ngoạc kìa cả nhà ơi, lỗi nhau luôn á cả nhà. Thấy tình hình bộ thấy không có chưa im rồi. Lỗ vốn thiệt à. Rồi. Tại cái mương này chắc lý do cam rụng quá đó cả nhà. Cam rụng quá trời cho nên không có cá nó đi hết trơn rồi. Trời ơi trời, cá khổng lồ luôn kìa. Lấy thao hứng. Cá khổng lồ luôn cả nhà ơi. Trời ơi dính con khổng lồ luôn kìa. Quá sướng rồi. Ôi dồi con khổng lồ. Trời ơi cá. Đó. Ôi dính đừng có khổng lồ. Ê vuốt ngang. Trời ơi. Khổng lồ. Ôi ơi, đâu dở lên, dở lên đây. Chưa nè. Ôi kìa cái cá nhà ơi, nó quấn vô lưới rồi nè. Đâu em dở lên đây. Đây. Ôi dồi khổng lồ. Con ký ngoài à. Trời ơi, trời con cá. Con cá nó bự. Nè, ê, cảnh, không giỡn nha, bớt giỡn nha. Cận cảnh cho cả nhà xem nè. Ôi của kìa. Bớt giỡn cá này nha. Khổng lồ, đúng là khổng lồ. Trời, hên, ba hên, hên cả nhà ơi. Trời, nó con còn bự vậy cũng được rồi. Không biết còn dính nữa hay là không nha. Hên nha. Nãy dăng lại tới nặng lần cả nhà. Tới mí cái đầu clip ảnh luôn đó. Ngay chân cái giữa cái đường mương này lại đụng cái xanh xanh đặng là cuối clip đó nha cả nhà. Được con cũng bự bự im rồi. Con này cái chừng láng tráng nó bay. Ôi ôi. Cá này là cá đồng nha cả nhà, cá thiên nhiên nha. Rồi lưới này lưới 7 phân nha. Đó, được em. Bớt giỡn cá nó nghe. Thôi trời, cá nó đã, không biết còn dính nữa hay là không đây nè. Khổng lồ. Nhỏ cả nhà, các con đó. Để có dính là được rồi. Đâu dơ lên cái này. Nhỏ nha cả nhà. Trời bớt mưa luôn, không còn đen xì với mấy kia cả nhà. Hai con. Ê, cái nữa làm cái hùm cái nữa coi. Khá thầm rồi quá, con một cái thịt. Ê gì nữa? Ừ không, ứ nhỏ mà.
Nhỏ mà đâu có bự. Nhỏ mà lâu lớn diễn. Lâu diễn. Con này đâu được là dạng tính vô hàng khổng lồ. Nhỏ mà nó lâu đã tự đâu lớn này mà nằm lôi luôn. Cam trái khủng khiếp luôn kìa cả nhà ơi. Nó chín nó trơn luôn, nó rụng trắng giả với đường nương hết trơn luôn. Bên đây nữa nè. Đó, cả nhà thấy không? Cam rụng thúi mương quá trời cho nên cá nó hôi nó đi á cả nhà. Chứ thôi chứ ở đây. Ở đây cá nhiều lắm, trời ơi ngốc bu rồi kìa. Bắt luôn. Thì nướng tiêu qua một cái. Có thể là đi dân nữa cả nhà ơi nè, được có ba em vậy với bốn em con ốc bu nữa đó. Còn bây giờ thì qua cái điểm bên kia dân tiếp tục nữa cả nhà. Bây giờ cái điểm này cá nó đi hết trơn rồi. Không còn cá nữa rồi. Cái thành quả dân được cái tua đầu tiên là được ba con nha cả nhà, bốn con cá không bố, bốn con được con cá khổng lồ rồi. Giờ bắt đầu đi qua bên kia thả lưới tiếp tục nữa cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thành quả thì cũng được ba em nha, với nghe bốc bu nữa là bốn em. Bây giờ là mình bỏ đổ đây. Xe với cá đổ đây nha cả nhà, đẩy sát vô mé để xe người ta chạy. Rồi bắt đầu là mình hành trình sẽ đi dân tiếp tục lội qua cái hành trình rất xa đường cống này nha cả nhà. Đó mình cũng lội luôn nữa. Đó. À, gia đình thấy có cực khổ thì thấy thương hai chồng mình, mong cả nhà ủng hộ cho kênh nha. Nhớ lướt qua nhìn thấy kênh Săn Bắt Vĩnh Long thì cả nhà ủng hộ nha cả nhà. Nó bắt đầu vô tới cái mương bèo cả nhà ơi. Đó, bèo xanh dần luôn đó. Nói chung thì cũng chưa có biết. Thả lưới cái này là lần hai nha cả nhà. Thả rồi xem sao. Bên đây cam mấy trái dữ kìa. Đó. Cam trái bất biết không. Đi lại cận cảnh sát bên luôn cho cả nhà xem. Đây cam sành nha. Cam sành. Trái quặng luôn. Thấy chưa ăn. Thấy chưa. Rồi bắt đầu văng đi em ơi. Rồi bắt đầu thả lưới nha nha cả nhà ơi. Tiếp tục thả lưới nữa. Trời mưa lạnh quá. Cắm như đó. Cắm chặn cái đầu mương nào lại. Cam trái ghê không cả nhà. Okay. Cam sành nè, cận cảnh chờ cả nhà xem nè. Ui ôi, nó đã. Cam sành lục vữa còn xanh. Hoài vậy. Nhỏ anh ghê để dành. Để dành cái hốc như tông. Hốc mẹ nó lè lè. Hốc mẹ lè lè đi. Cam nhìn thấy bất biết sướng cuộc đời ha. Sao vậy? Dính cá không dính mà dính cam. Banh tay lưới luôn rồi. Hồi. Rồi cả nhà ơi, để vợ mình văng còn có chút xíu nữa thả lại tới cũng tới mấy clip bên kia nha cả nhà. Rồi bây giờ thì cả nhà trong chợ nha. Thời gian trong giây lát thì quay trở lại mình sẽ thăm lưới. Quay cận cảnh cá nó có dính là quay cho cả nhà xem nha. Đó, giờ bắt đầu là tới thăm lưới đợt 2 nha cả nhà. Vợ mình đứng mấy em kia kìa, đang trong chờ đặng xuống thăm lưới nha. Đây hồi nãy thì được ba con phải không cả nhà. Đây ba con ốc nữa là bốn nha. Đó, bắt đầu bây giờ lội qua nha cả nhà. Vợ mình đứng quanh sẵn. Nó
mới lộ qua trước đó cả nhà. Tại mình lo mình mồi thuốc khúc lạnh quá, với hai nó mình vô gắn cái điện thoại lên cái cây quay á. Lại vớt được chú ốc nữa hay vậy? Bắt đầu xuống cuốn lưới luôn nha. Mở màn coi có con gì không em? Có con gì không? Mở màn chưa có gì. Quay lấy cái cảnh cam luôn cho cả nhà xem. Đó, thấy không? Cam sành. Đó. Cái gì? Con cá. Cá gầm hả? Đúng. Ừ, cá gầm bắt được. Cá gầm này. À, trên lưới ấy mà giăng dính cá này nhóc nè. Quá cho bèo luôn. Bèo bọt gì cũng chết hết. Dân dân ao cam nha, cái ao cam nha cả nhà. Ao cái máy này ta để tưới tưới cam nè. Mùa nắng người ta tưới. Còn này vô mùa mưa rồi. Mùa mưa máy đậu hết xét hết trơn. Trời ơi dính cam không. Thôi. Nãy đầu giờ vậy hỏi cam được này của khá ơi. Cam nó dâng lên đầu có vợ đó. Không có cá quay cam cho cả nhà xem nha. Coi có dính cá quay chưa. Thất thu cái này, thất thu rồi cả nhà. Được có em đó. Em có rùa phi bự. Ôi ôi cam rồi cả nhà ơi. Ôi ôi nó đã to ôi kìa. Trái chùm luôn. Cái vậy? Gọi hàng khủng nữa cả nhà ơi. Ê từ từ em ơi. Em bỡ á. Đây đang cầm cái này cho. Hàng khủng nữa. Khủng nữa cả nhà ơi. Trời ơi chết rồi. Đứa nè. Hàng khủng. Trời ơi bánh cái lưới luôn rồi. Trời ơi. Nó mạnh. Trời ơi hàng khủng nè cả nhà ơi. Dính cái chút xíu bọc lưới vô chút xíu một. Dục rồi phải không? Đây. Ôi ôi coi nè cả nhà ơi, khủng khiếp hai con cá rô phi coi nè. Cả nhà có bàn tay nè. Một con ha, nè. Thấy ghê không? Hốt nữa. Nhỏ. Kệ có dính trong nhà xem được rồi. Ôi nó mạnh. Rồi. Dính không? Dính không liệt phao hả? Ồ rồi nữa kìa. Nhà ơi nó thấy không? Đó, hàng này cũng được nha. Vừa nhẹ nhẹ để động mấy con kia nó nhảy. Cái chỗ kiểm phao nó dính bự luôn. Bành ná luôn. Bành cả ná luôn. Wow, thù gù nó đã. Nắm dính đâu dính con đáng con ha. Dính con vậy mới đã chứ. Mới mê con mắt nè cả nhà. Ồ nó sướng. Khổng lồ. Cá khổng lồ. Dính nữa hay vậy? Dính nữa hay vậy cả nhà ơi, nặng thịt kìa. Không phải rồi. Không phải, dính trái cam. Mấy con cá mương này mương lâu năm mà. Cam này. Dính con nữa kìa cả nhà bự không? Ở nhỏ. Ơi. Dính con nó lội như lễ cứng luôn phải không? Đâu còn. Cái nhà lưới 8 phần, 9 phần, 5 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 ph
bành bành ná luôn. Không có gì là nó vậy. Cá bự nó vậy. Đến nữa. Con này nhỏ hả? Nhỏ cả nhà. Nhỏ mà nó thuộc về hàng nhỏ mà nó cũng bự lắm nha. Đó. Chưa. Dính nữa rồi. Quá đã. Đây nè cả nhà ơi, nó quá sướng không? Ôi. Kéo đây thôi không? Thôi khỏi đi. Che được rồi. Tội dính nữa. Li chia luôn. Sao nó quậy quá. Cá bự nè. Mới dính ha, mới dính cái nó mạnh nha. Dính nữa vậy? Nữa, dính nữa rồi. Dính nữa rồi. Đang gỡ kìa. Đi qua đây. Hốt nữa. Cá ngon không hả? Ừ, cá bự bự. Nó nuôi được con cái lắm. Cá bự. Đây nè, cam sành nè cả nhà ơi. Trái quặng nhánh luôn. Nhỏ dính nó con đó nhỏ thấu quý thần hàng khủng ôi ôi hàng khủng còn đó nữa kìa cả nhà, nó quậy đó kìa cả nhà thấy không, ôi ôi đâu dính lâu rồi đó, ôi ôi hàng khủng cả nhà ơi. Quá cỡ rồi. Dướng cái mang đó em. Cá lâu năm. Cá lâu năm cả nhà ơi, con nè, con nào cũng lấy con nè cả nhà. Ôi trời. Bự lắm nha cả nhà. Bằng tay mình luôn nè, thấy không? Đó. Đi hả? Trời ơi, cá bự vuột đi tiêu luôn cả nhà ơi. Còn mà. Cá nhỏ cả nhà. Có dính là được rồi, kệ đi. Đó. Quậy thì mắc ham không? Đó. Cá muốn tiêu. Quá trời, tại lưới cái này để khô mình vũ cái ra gì hả? Dính nữa hay vậy? Trời ơi, hai con. Cặp quanh luôn cả nhà ơi. Hai con. Đó. Hai em một chỗ. Ôi ôi. Hai em một chỗ luôn. Dính
Hồi nãy dính có một chùm có chắc lát hai ba con vậy. Sao biết? Tụi tôi thấy đồ quặng lên búa gàng tôi thấy mà. Hai con chắc lát. Ui ôi thằng khủng thằng khủng. Còn dính nữa, dính nữa cả nhà ơi. Đó. Quá nó cá đồng mà mạnh lắm á cả nhà, cá đồng là mạnh khủng khiếp luôn. Mình để nhẹ nhẹ xuống á, nó nhảy được là nhảy tới luôn á. Cái gì? Vuột nó đâm lại, vuột đâm lại. Rồi vuột nó đâm lại cả nhà ơi. Con cá khủng hoảng luôn kìa. Con cá bự lắm em ơi. Rồi đi vậy. Chí lưới vậy, chí lưới vậy. Trời ơi, tàu vuột tiêu rồi. Đi tiêu thiệt kìa. Trời cá. Nó còn em ơi, còn. Còn nó còn dính lưới quẩn á. Dở nhẹ nhẹ thôi nha. Còn thắt lát còn cá bự lắm nè cả nhà ơi. Kìa thấy chưa, thấy cái đầu nữa chưa, cá bự dữ lắm đó. Ủa kìa, đừng đã, em để cho hết vậy hai con luôn, thắt lát nữa. Ôi ôi hàng khủng. hai con dở nhẹ nhẹ em bỡ á. Ôi ôi trời ơi. Hàng khủng. Trời ơi, hàng khủng nữa cả nhà ơi, hai con cặp quanh luôn. Một chú thắt lát. Ghê không, quậy thì ghê ha. Không dính nãy giờ. Nãy giờ mình không có động nữa cho nên nó không có quậy. Tháo đi em, tháo đi nhanh nhanh đi. Đó. Ôi thằng khủng không có nhà. Ôi vô rồi, chút mảnh, chút mảnh. Ôi. Bỏ lấy lưới ra đi. Ôi thằng khủng không. Thằng khủng không cả nhà ơi, con nè. Đúng là trúng mánh rồi. Qua đây dân không sai lầm ha. Cái kia dân hay bị thất. Thất thu. Còn hàng khủng nữa không? Còn con. Đó, hàng này hàng cũng được. Hàng sừng son. Hàng cũng được chứ không tính đổi nhỏ. Có đó không? Có chồng nữa giá. Này cũng im rồi à. Chị thấy không? Thấy ngóc mỏ đây không? Thấy đâu? Gắn vậy đó. Đâu? Đó. Đó gắn. Nó hụp xuống đó. Gắn nó mà dính. Đó, hụp xuống đó đó. Đó. Cái phao. Phao đồ mà thao cái mỏ con cá sao nó phao? Rồi vậy tới đi. Đó đó mà. Đó đó là cải cỏ làm gì đó. Yeah. Mình thăm tới đi rồi mình sẽ biết cái gì. Tới là biết cá nhỏ, cá bự gì là biết liền hả? Cá ở cái đầu bằng mấy cái dừa ấy. Nhưng gì không? Câu con cá kìa, về về dính cá nhỏ không quan tâm nữa kìa. Cá nhà. Dính cá bự không, dính cá bự, mê quá. Có dính là ngon rồi. Rồi nó im rồi. Đoạn cuối tình yêu nha cả nhà. Đoạn cuối thử coi. Thử coi còn em nào khủng cái nữa coi. Hốt một hàng khủng một cái nữa cho nó đã ngứa coi.
Trời ơi, lượm được em cá chạy Vinh rồi cá nhà ơi. Cá chạy Vinh nè. Ừ. Vậy mà nó gắn lưới này sao gắn dính được, gắn chắc 1,8 kg. Gắn 1,8 kg mới dính nổi cá. Cái lưới này 7 phân mà. Vô đi chứ thắng vô cái nào đâu, thả hỏng nó trắng nó dính cái gần của nó đó. Con cuối của tình yêu còn không? Chắc hết rồi quá. Đó, thật lát cả nhà ơi. Hai con luôn nè. Thật lát. Goofy. Ủa thật lát này biết nói luôn á cả nhà ơi. Kìa. Ôi ôi, trời ơi, thật lát rồi. Đâu đâu em đưa em dở bề ngang ra cái ơi. Ồ, thật lát biết nói luôn. Ồ. Nè, thật lát biết nói luôn nè cả nhà. Thấy chưa? Sướng không? Sướng không sướng. Bắt được cá bự là phê khoái. Chắc có lẽ là chắc hết rồi quá, con đó nữa hết rồi. Đâu rồi, cùng lưới nãy rồi bỏ đâu? Đó, nó gịch cá gịch. Cá gịch xuống luôn rồi cả nhà ơi. Cá nó gịch cái cùng lưới hồi nãy còn dư á, văng tự bển qua đây nè, cái nó còn dư á để trên bờ á. Rồi ở thắt lát nữa kìa. Khúc cuối đầu đìa. Đó. Con này cũng nhỏ. Có dính là phê. Dính thắt lát mà nó quay lưới lắm luôn. Đoạn cuối. Một em thắt lát nữa. Có lẽ là em thắt lát này nó là hết quá. Chắc còn em vô khi nữa. Còn con là hết rồi. Hết rồi. Làm sao? Con vậy? Ơi. Con vậy? Con vậy là con vô khi. Phi nhỏ hả? Đâu che hết trơn, không thấy trơn. Ôi, con cuối cùng luôn á cả nhà ơi. Đó. Cúng cùi. Cúng cùi. Rồi. Rồi, bự nhỏ. Tiêu con cái gì Vinh rồi? Trời ơi. Uổng có con gì Vinh nè. Trời ơi, thiệt tình. Hết ham thiệt chứ. Trời ơi, quá trời cái tay lưng cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, để đi qua bên kia tổng kết cái số cá ngày hôm nay cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà ơi, tổng kết cái số cá cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi, ngày hôm nay thì cá cũng nói đồng ngay cũng khủng nhiều lắm nha cả nhà. Đó, nhà thấy không? Đưa phe cho cả nhà thấy mấy con cá bự, 4-5 con cá bự bự không nha cả nhà. Đó, thấy chưa? Bản thân không? Thằng khủng không? Đây nữa nè cả nhà. Nó có cũng ít được ít cá nhỏ nhỏ nha cả nhà. Nó như hôm nay trúng mánh thằng khủng hơi nhiều nha. Đó. Rồi cả nhà ơi, cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt Vĩnh Long á thì mong cả nhà ủng hộ cho kênh nha, like và subscribe và ấn chuông để nhận cái video mới của kênh Săn Bắt Vĩnh Long nha cả nhà. Đó. Thì không biết nói gì hơn, thì chúc cả nhà xem cái đoạn video này thật là vui vẻ nha. Rồi, chào cả nhà luôn em ơi. Chào cả nhà. Dữ lắm cái tài lưới luôn kìa cả nhà ơi. Rồi, hẹn cả nhà cái video mới nữa nha cả nhà ơi.